Quý vị có thể được khai thuế miễn phí. Các thiện nguyện viên đã được sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế, được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có hội đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ liên bang. Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 56.000 trong năm 2019, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này. Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở phía Bắc Virginia. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin hãy vào trang mạng www.nvacash.org. Từ cuối tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 có các dịch vụ như sau. Khai thuế miễn phí, khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử miễn phí, in ấn miễn phí. Xin quý vị hãy mang theo các giấy tờ sau đây. Thẻ căn cước của quý vị có hình, thẻ an sinh xã hội, tất cả giấy tờ về thu nhập, mẫu đơn W-2, WP, W-2G and 1099, tất cả các hồ sơ thu nhập của mỗi người có đi làm trong gia đình. Tờ check không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai chi phí chăm sóc các người phụ thuộc, chi phí liên quan đến giáo dục, tiền lãi trả cho khoản tiền mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, ví dụ đơn 1095A. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho Fairfax County, Ban Dịch vụ Gia đình ở số điện thoại 703-324-7280.